chưa? Ổn đó. Con thi thế. Vâng, đang thi đấy. Vâng. Này đỗ không? Thuận đi xe xuống nhé, xe 12. Anh Trường ơi! Xe số 19 bắt đầu thi. Alo. À đang thi con ạ. Đang thi nhá, bác đang cầm điện thoại, chú đang cầm điện thoại cho Thuận. Tí xong thì Thuận. Đó nhá, có gì chú hỏi chứ. À khu vực cấm à? Ok. Đâu rồi? Khuất kia.